Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Chư Bồ Thí Phẩm Thứ Mười. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nương Hoài Thần Của Đức Phật Từ Chỗ Ngồi Đứng Bánh cùng đứng phần rằng: Bánh Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về Sư Bồ Thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong mười đời, có hoặc đến nhưng sư ấy tài làm sao thế? Cuối xin đừng Thế Tôn dạy cho. Bây giờ đứng phần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thế chúng hồi nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lòng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đứng phần rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe đứng phần bao. Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sáng đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyện căm ngòng, kẻ điếm ngay mù quáng, gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế, lúng ca vì quốc vương đó, vân vân. Muốn bố thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hà mình, tự tay mình đem của ra bồ thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bao người khác đem cho. Lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca về quốc vương đại thần đó, vân vân. Đặng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư phần vậy. Tại làm sao? Chính bởi vì quân vương đó, vân vân. Phá tâm đại từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành đưa hướng qua bao như thế này, trong trăm nghìn đời thường đương đầy đủ. Nhưng đồ thân báo huân là những thứ để thọ dụng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Lại vậy nữa, nay Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân. Gắm chùa tham thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, thành vạn hai bính chi và đến thân từ sửa sang cúng dường Bồ Thí vị quân vương đó. Trời Đế Thích Hương sự vui sướng tốn làm,
Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thời vị quân vương đó trong mười kiếp thường đường. Nam về trời đại pháp thiên vương lại thế này nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gầm chùa tham của đứng phần thuở trương hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra liền có thể phát tâm tu bổ lại vì quốc vương đó hoặc từ mình đến thân lo sửa sang hoặc khuyên hoa người khác cho đến khuyên hoa trăm nghìn người khác cùng chung bổ thí cúng dường để kính duyên lành vì quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyến luân. Còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nướng nhỏ nếu lại ở trướng chùa tham có thể phá tâm đem công đức cúng dường. Bồ thí đó mà hồi hướng về đã vô thượng chánh đẳng chánh giác đương như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phật cam. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gồm những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh đế nêu trong khoảng chừng một niềm sanh lòng từ lớn đuôi đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được trong một trăm mà kiếp thường làm vua trời tình cư trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu từng trời cõi dục. Không bao giờ con đọa bao ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khô rốn rao sẽ thành phần lại vậy nữa này địa tạng bồ tát. Trong đời sao như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem vừa đứng đã hồi hướng đà bồ đề thời không luân là nhiều hay ít Phật ca huống gì là những quá trời phàm vương. Trời đề thích vua chuyển luân này địa tạng bồ tát vì thế nên khuyên hòa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế. Lại vậy nữa nay địa tạng bồ tát trong đời sao như có thiền nam kẻ thiền nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chút ít cõi phương lành. Chừng bằng cái lông sợi tống hồ can mãi bùi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa này địa tạng bồ tát.
Trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gắm hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bính Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân và Bồ Thi Cúng Dường. Thời Đăng Bồ Lượng Vương lành thường sanh ở cõi người cõi trời hương sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hương cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phương lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa. Tạng Bồ Tát trong đời sao như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thường. Hòa nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường, người ấy được quà bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phượng đứng hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lời này không thể ví dụ thế nào cho được lại vậy nương. Này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gầm chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời Bồ Thí cúng dường chim ngương lễ lại người khen chắp tay cùng kinh. Nếu gặp kinh tham cố hoàng hư rắn thời sứ sang tu bố hòa riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người ca cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn vì chánh đó thường làm vua chuyển luân lại dùng pháp lành mà giao hoa vua cán nướng nhỏ. Lại vậy nữa Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đa gieo trồng trong phần pháp. Hoàng là Bồ Thí cung dường, hoàng là tu bố chùa tham, hoàng sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng mô sợi lông một mây bụi mộng hồ cát một giọt nương. Nhưng sự lành như thế không lần nhiều ít chi có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời. Thường hương thọ chữ vui thường diệu, còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành thời được hương báo tốt một muôn lần trôi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự Bồ Thí như thế đó kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11 lúc đó vì kiến lao Địa Thần. Bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đánh lễ vô lượng vì đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng.
Đồ khắp mọi loài chúng sanh, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chủ thể nguyện rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Là cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trai đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ứng sông hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao, nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cai khám cai thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dung vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chim lễ người khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời ích. Nhưng vì là mười điều, một là đơn cá tôn màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết đưa sanh lên cõi trời, bốn là những người hiền còn hướng sự lời ích. Năm là cầu chi cũng tội ý cả, sao là không có tai hoa về nước và lửa bay, là trừ sanh việc hư hao, tám là dựng hẳn ác mộng. Chính là khi ra lúng vào có thần theo hồ về, mười là thương gặm bước thánh nhân. Bành Đừng Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đấng của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vì kiên lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiên nam kế thiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đồng tung kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nướng lửa trộm cơm. Nàng lớn nàng nhỏ vân vân thay tèo tiêu sành được phan báo kiên lao Địa Thần rằng: Thần lờ rộng lớn của ông cả thần ca ít ai có bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hộ trợ cho đến có cây cạn đá lúa mè tre lao gạo thóc của bao tân cả, những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông Cam. Này ông lại tuyên bày những sự lợi của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường. Này Địa Thần,
Trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng kinh tụng. Kinh điển này chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tấm ca sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì, người đó cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đấng ca vì hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên được rốt ráo xa lìa biên khổ chừng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thấy nghe đưa lời ấn phẩm thứ 12 đưa Phật phóng quang tuyên cả lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ngực tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn. Tia sáng sáng tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng xanh, tia sáng sáng xanh lớn, tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn. Tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn. Tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn. Tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đánh môn phong ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng: này Tam Bồ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe. Hôm nay ta ở tại cung trời đau lời thuyền bài người khen những sơ lời ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thanh, những sự chứng quá thầm điền, những sự rõ ràng không lui sụp nơi đạo vô thượng chẳng đặng chánh giá của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bành cùng Đức Phật rằng: bành Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn,
Ở trong muôn nghìn ứng thế giới Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân, bao nhiêu công đức và sức hoài thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương các miền đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát, giàu cho cả đứa Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai. Nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại đưa Đức Thế Tôn bào khắp trong đại chúng rằng đừng Phật muôn thuyền nói các sự lời ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghi bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tam bồ chúng trời rồng vân vân chim ngưỡng lễ lạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng vào tang thang và hứa khá đức phân bao ngày Quang Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân rì duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng, hoặc nam tử nữ nhớ hoàng thần hoàng quý, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sao đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thời nhưng chúng sanh ấy đều ở nơi đau vô thường chẳng na giá quyết chẳng còn thôi chuyên thường được sanh vào cõi người cõi trời, hướng đủ sự vui vì diệu khi nhân qua sắc thành thông liền được phần thọ ký tròn. Này ông sanh lòng từ bi lớn thương xót cả loài chúng sanh và tam bồ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lời ích chẳng thể nghi bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đôi ngày Quang Thế Âm Bồ Tát bành rằng vâng bành Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đừng phần báo ngài Quang Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thoái hiện tại nay và vị lai, sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng si hao hiện ra nơi thân, hòa có kẻ phải đọa lạc nơi chốn an đồng. Cả về trời đó hoặc nam hoặc nữ đường lông tướng suy hao hiện thầy ở thầy hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lệ. Thời cao vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hướng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa la vào ba ác đạo nữa, uống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem cá thương hoa đồ y phùng đồ uống ăn vân bao chuỗi ngọc mà bố thí cung dường, thời người này đang vô lương vô biên công đức phương lời. Người bình được lời lại vậy nữa này Quán Thế Âm trong ca thế giới về thua hiện tại này và vì lai, sao những ngàn chúng sanh trong sao đường như có kẻ sắp màng chung.
mà đang nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thời kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba án đạo. Huống chỉ là lúc sắm mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đẹp của cái nhà cửa vần bao y phục vân vân của người sắm mang chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người binh lúng chưa chan hoàng mắng thay tai nghe bia rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vần báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bình đó nếu có gầm mà báo vai mang lấy bình nặng thời nhờ công đơn này liền đưa lanh mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệm ba số mang đà hình lại có đủ tất cả tội chương nghiệm chương đang lệ phải bị đọa vào trong án đạo sống vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền đưa sanh vào cõi trời cõi người hưởng qua vui thù thân vì diệu tăng ca tội chưa thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng được vương lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoàng lúc còn bú mớm hoàng lúc lên 3 tuổi hoàng lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà trên mà mấn cha mẹ cho đến trên mấn anh em chị em đến khi người đó còn lớn nhớ trước tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đọa lạc vào chốn nào hay sang về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào người đó như có thế tô về hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nhân đến nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lễ từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thôi thân tâm ban đầu nghe danh hiệu thầy hình tượng chim lễ cúng dường thời quyên thuộc là sớm quá của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em nên liền đàng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người hương quá vui thù thắng vì nhiều còn như quyên thuộc đa sáng phơ của người đó có phơ lành đã được sanh lên cõi trời cõi người hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bờ thanh ứng vô lượng quá vui như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chìm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ một số muôn biên sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyên sớm quốc kia đã sanh về hòa trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát yến sẽ thân thông lan tự giác người đó đến cả thế giới thấy hàng quyên thuộc nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu
của Bồ Tát một nghìn biến luôn đến một nghìn ngày. Thời người đó sẽ được Bồ Tát Sai Ca vị quý thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời đồ ăn món mặc dư dần. Không có cá thơ bên, có cho đến cá sơ tài, và còn không hề vào đến cửa hương nữa, là đến nơi thân rô ra rồi. Người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký chôn. Nguyện lớn sáng thanh lại bảy nửa này, Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau, như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chúng sanh. Muốn tu tạo vô thừa chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hòa đem hương hoa y phụng. Vân bao đồ ăn uống vân vân để cung dường, chìm ngưỡng đánh lễ thời cho nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Lạy vậy nữa này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ư địa nguyện, trăm nghìn muôn ứng sự về hiện tại cùng vị lai thời, chỉ nên quỳ chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường. Người khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế, thời nguyện nhưng chi và cầu những chi thay đều thành tựu ca, lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn được từ bi rộng lớn ủng hộ mái tròn. Người đó trong giấc chiêm bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký đưa trí huệ lại. Vậy nửa này Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rấn trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa phá tâm bằng thư nghi, muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy dâu găm đăng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tầm như đông rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng đường. Nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tùng. Nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bốn tâm cung kinh bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tấn ca đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nữa để trong để trưa tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kinh chắp tay thỉnh để uống say mừng về hướng nam, khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng. Uống nước xong phải cứ ngủ tân rượu thình tà dâm vọng ngư và ca việc chiên hai trong bảy ngày, hoàng 21 ngày người thiên nam cùng thiên nữ đó trong giấc chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưỡi nước trên đành của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền đằng thông minh một phen, nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu
Tài nàng tiêu trừ lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi, cũng không thoại nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn quyền vô chia lìa, hòa có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân, luôn trong dân mong thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chi tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời, những sự không toại ý trên đó sẽ thiếu sanh lần lần liền đăng an vui. Đồ ăn mặc chưa giặc cho đến trong giang mong thấy đều an ổn vui về coi hiểm nguy này. Vậy nửa này Quan Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có người thiên nam thiền nữ nào hoàng nhân sự làm ăn, hoàng nhân sự công chuyện tư, hoàng nhân sự sanh cùng tư, hoàng nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biên, hoàng gặp nửa lùng lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ. Lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến giao găm loài hầm soi sự tư, nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó đường. Đừng phong bao ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rằng lớn với cõi diêm phù đề, nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh thầy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lời in thời, giàu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hên được này Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được chứng sự an vui luôn. Bây giờ đứng Thế Tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng xứng hoài thần kim số sông hằng xa khó tỏ trần. Thầy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ trời người lại ít sự không ngàn hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường giữ chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kế ruộng rà, lớn con nghĩ đến đều không biết. Nào giờ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoàng tô đại sĩ hình, cám thương chim lê biệt chẳng đành, hầm mô ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiền thân đến bên mình. Chỉ rành quyền thuộc ở nơi nào, giàu sáng thô cùng ra mau, nếu được không lối lòng kinh ngưỡng, thanh kế Bồ Tát vốn đầu trao. Bồ Đề Vô Thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khói tư sinh, người này đã phá lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quý y đấng trọn lành. Cùng
cung dường cung kinh phao lòng thành, nghiệp chương chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ưa sớm viên thành, coi kẻ phá tâm tùng kinh sanh, muôn đồ chung sanh khỏi tai anh. Nhờ là nguyện lang chẳng nghĩ bạn, đồng rồi quên rồi luôn sống mất. Người này nghiệm chướng nó làm mê, hồng đài thừa kinh khó mọi bề. Y vô quân an ca ngoa cô, cung dương địa tàng với hương hoa. Dùng chén nữa trong bài trơ tượng, canh một ngày đêm bừng lấy uống. Sanh lòng ân trọng cử ngũ tân, rượu thình ta dâm cùng dối luôn. Trong hâm môn ngày chớ xa sanh, chuyên lòng tướng niệm thượng nhân danh. Chim bao thấy rõ tôn dung hiền, thức rồi liền đăng trí khôn lành. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vàng đời sao nhớ chẳng xài. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thâm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoa hoang người lìa nhau. Ngủ mê mộng mì không an giấc, muôn cầu hồng chẳng đường nào. Dốc lòng chim lễ địa tàng ngày, bao nhiêu việc phải tiêu ngay. Nhận đàn chim bao đều an ca, quê thân phò hồ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thu đồng tượng cung dường kinh lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, án tai tiêu sanh thường an sướng. Quan âm long nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đại sức nó. Người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hến lòng thành. Thường hòa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bao đẹp hương điều lành. Nếu hai đêm công ở hồi phàm giới, rơ rao thành pha sanh từ khỏi. Quan âm nền bia căn tuyên bày, truyền cảm hăng xa nhiều nữa coi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Môn Nguyên dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 đức Phật nhà Pho Luân Đo Đường Thế Tôn giờ canh tài sanh vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng: địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đứng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho ca đức Phật mười phương khen ngợi tuyên nói, nhưng sơ chẳng thể nghi bàn của ông. Trăm nghìn muôn kia cũng chẳng hên đằng này, địa tạng ông nên nhớ hôm nay. Ta ở trong cung trời đao lời nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ưng bân khà thuế bơ khà thuế ta ca ca đứng phà can vị bồ ta can hàng trời rồng tam bồ chúng đây. Một lần nữa đem ca hàng chúng sanh trong kẻ, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra coi ba coi mà giao phó cho ông. Ông chớ để ca chúng sanh đó phải bị đọa vào an đạo, dầu là chừng một ngày.
Một đêm huân chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngô vô gian cùng địa ngục a tỳ mãi đến nghìn muôn ư kiếp không lúc nào ra khỏi ư này. Địa tạng tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định phần đông đều quen theo thói thoáng hoàng. Có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi ta còn như duyên an lại luôn luôn tăng trưởng. Cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa đông thuần theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ nào trồng chung in căn lành ở trong phần pháp chừng bằng sợi lòng mấy trần hột can giọt nước thai. Ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tâm lần lần đào hành mỗi thân. Lại vậy nữa này đi ta ta trong đời sao hoàn có trời ấy người nào phải theo nghiêm mà thọ ba bi đọa vào chôn án đạo. Đến khi bị đọa vào án đạo vừa bước đến cửa ngục nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thân lực của ông tìm phương chứa cứu và tha chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ đưa sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vì diệu thù thắng. Bây giờ đứng Thế Tôn liền nói kể rằng đời nay đời sau chung thiên nhân nay ta ân cần dặn báo ông dùng đại thần thông quyền độ họ. Đừng cho án đào đòa vào trong Bồ Tát tuân chi. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bành cùng đứng phần rằng bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiên nam cũng kế thiên nữ nào đối với trong phần pháp có môn niệm cung kính còn cúng dùng trăm nghìn phương tiện đô thoát người đó làm cho mau đàng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe ca vỉa lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thôi chuyến hư không tàn bành. Hỏi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bành lời nói trên đó vừa xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tăng Bành cùng đứng phần rằng bành Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời đạo lời này nghe Đức Như Lai người khen hoài thần thế lực công thế nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao vẫn có người thiên nam cùng thiền nữ nào cho đến tân cá hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lệ hình tương Địa Tạng Bồ Tát. Thời nhân kể ấy được bao nhiêu điều phương lời cuối mong Đức Thế Tôn về tăng ca hàng chúng sanh ở hiện tại và vì lai mà nói lược việc ấy cho
28 điều là Đức Phật bao ngày hư không tạng Bồ Tát. Lóng nghe cho kỳ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình thương của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng tung dùng hương hoa đồ ăn món uống y phùng vân bao mà Bồ Thí cúng dường người khen. Chìm lệ thời kê ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. Một căn hàng trời rồng thường hộ niệm, hai quá lanh càng ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhân vô thường của thanh, bốn mãi không còn thôi thân đạo Bồ Đề, năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, sao nhưng bệnh tà không đến nơi thân, bãi khói nhưng tai nạn về nướng và lửa, tam không có bị hại vì trộm cướp, chính có người khác thấy đến sanh lòng cung kính. Mười ca hàng quê thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, mười hai đời sau sẽ làm con gái cán hàng vương gia đại thần. Mười ba thân tướng sinh đẹp, mười bốn phần nhiều đưa sanh về cõi trời, mười lăm hoàng làm bừng vua chúa, mười sáu có trí sáng biết rõ việc trong những đời trường. Mười bảy có mong cầu chi cũng đều được toại ý, mười tám quyến thuộc an vui, mười chín cá tai và bất ngờ đều dứt sạch, hai mươi cá nghiệm về án đạo đều trừ hẳn. 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại, 22 đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ, 23 những người thân tổng đã chết nếu có tội tới được khỏi khôn, 24 nếu về đời chưa có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng, 25 ca bờ thanh người khen, 26 căn tánh lanh lời thông minh, 27 giàu lòng tư mẫn, 28 rốt ráo thành phần, 7 điều lời lại vậy nữa này hư không tan Bồ Tát. Như hàng trời rộng quê thần ơi yên tai và vì lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoa nghe ca sư về bốn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi chim lễ thờ sẽ đặng bày điều lời ích. Một mau chân bậc thánh, hai nghiệp ác tiêu diệt, ba chư Phật đến ủng hộ, bọn không thối thân Bồ Đề tâm, năm bốn lượng được tăng trưởng, sao việc đời trương đều rõ biết, bài rốt rao thành phần, đại hội tháng tháng bây giờ bất khả thuyết, tăng ca ca đưa phân và đại Bồ Tát cùng tam bố chúng trời rồng. Mười phương đến dự pháp hội đó nghe Đức Thế Ca Mâu Ni Phật người khen khuyên bài xứng oai thần lớn, chẳng thể nghi bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen việc là việc chưa từng con. Lùng đó trời đao lời rưới vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc đê cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tăng ca đại chúng trong pháp hội đều lại chim lê chắp tay mà lui ra.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quyên Hạ Hết Bốn Thế Địa Tạng So Nhân Trong Kinh Tạng Tờ Căm Ngóng Do Tiền Sanh Đời Nay Tùng Đại Thừa Phương Lợi Vô Cùng Quyết Sàng Báo Vãng Sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng Đạo Lợi Thế Tôn nói Pháp Màu Địa Tạng Công Hành Ra Rồng Sâu Thánh Giáo Mai Truyền Sao Chẳng Ngân Khâm Lời Trời Người Khói Khô Sầu Trời A-tu-la Già Xoa Thanh Nên nghe Pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn mỗi vị siêng tu lời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liền hoàng hư không thường đôi người đời sanh từ tâm ngày đêm từ mình nương Pháp ơn Nguyện cả thế giới thường an ổn phước trí vô biên lời quần sanh bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ xa lìa ca khó về viên tịnh hằng dùng giới hương xoa vong sang thường diện đinh phong để giúp thân hoa màu bồ đề cáp trang nghiêm tùy theo chỗ thường an là Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tăng Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thầm Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngũ Uẩn Giai Không Đòi Những Thế Cô Anh Xa Lời Tư Sanh Bất Gì Không Không Bấn Gì Sàng Sanh Tân Thì Không Không từ thi sanh thọ thương hành thương di phụng như thi xa lợi từ thì chư pháp không tướng bơ sanh bân diệt bân cao bơ tịnh bơ tăng bấn giam thì có không trung vô sanh vô thọ thương hành thương vô nhàn nhị tỳ thiệt tăng y vô sa tịnh nương vì sung pham Vô nhàn giới này chi vô ý thân giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lão tự diệt vô lão tự tăng vô khó tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sơ đăng cố bồ đề tăng đoại bắn nhờ ba la mật đa cố tâm vô quay ngài cô Vô cùng bồ biến lê điện đa mộng tấn cứu canh niên bà tam thế chư phật nghị bằng nhớ ba la mừng đa cố đăng nga nầu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bằng nhớ ba la mừng đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đằng đằng chung Năng cử nhân thế cô chân thiện bằng ngờ cô thuyết bằng nhà ba la mừng đa chú từng thuê chú vi đế đề ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha ba nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đâm bà tì A di đà đa thì ca lăng đề A di đà đa thì ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba ha nam mô A di đà ba ya đa ta ya đa ya đa liền ya tha A di đà đô ba ti A di đà đa tơ đâm ba ti A di đà đa thì ca lăng đề
A di đi đa thị ca lăng đa nhã di ni gia gia na di đa ca lê ta ba ha nam mô a di đà ba gia na tha gia đa gia đa điện gia tha di đi đô ba ti a di đi đa tấn đam ba ti a di đi đa thị ca lăng đa A di đi đa thị ca lăng đa gia di ni gia gia na di đa ca lê ta ba ha Đà Phật thân kim sa khe tướng quang minh vô đẳng luân Bành hào uyên chuyên ngũ tu di cam mung trần thánh tứ đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên Thư thăm ba nguyện đó chúng sanh cứ pháp hàm linh đang bị ngàn ngày Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật Nam mô 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 A Di Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Phật Nam mô A Di Đà 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 Phật Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
mười phương chư Phật ba đời Di Đà Bực nhất chẳng rời quần sanh sen vàng chín pháp thắng dành này. Ôi linh đơn cả đã dành vô biên nay con dựng tâm lòng thiền quy y với Phật Sam liền tôi căn phước lành con có chi chăng in nhiều quê con nguyện rằng về tay nguyện cùng với bạn tu thời cảm ứng hiện nay điềm lành biên giờ biết khắc rõ rành làm dung tàn mặt cánh lạnh tay vương thấy nghe chánh niệm hơn thường vãng sanh là quấn đồng nương hoa vàng hoa nở thấy Phật rõ ràng thuộc vọng sanh tứ đô an muôn loài phiền não vô biên thể dừng trừ pháp môn tu hồng chẳng còn dư chúng sanh nguyện đồ bờ kia đến nào vẫn cùng nhau chứng tri như ai hư không coi nó dầu cùng trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên không tên cũng có đồng nguyện trí màu của phần đồng viên đồng thành nay còn lại nguyện tu hành phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn một là nguyện lại thế tôn hiền thân chư phật hên lòng kinh tinh hai khen phật đứng rộng thanh lời hay tiếng tốt thân tình người cam ba thời sắm đố hương hoa tràng phan bao cái dưng ra cũng dường bốn vì mê chấp lầm đường tham sân nghiêm chướng con thường sám luôn năm suy công đấng vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui sau khi Phật chứng thượng thừa phàm màu con thánh đã vừa truyền trao bay lòng chẳng chung lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư tam thường tu hồng đại thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con chính thế chẳng dám mỏi mòn dẫn diệu muôn loài đều tròn pháp thân mười đêm công đức huân mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui điều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc ngồi tòa sen niệm Phật con đệ thù thắng hành này vô biên thắng phước giai hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vang vô lượng quang Phật sang nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu phó nguyện tôi chương tấn tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửa pháp liên hoa vi phù mẫu bâng thôi Bồ Tát vì bàn lượng
Hiền gì thư công đứng phó tư nhân thiên, ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành phần thế đạo. Từ quê Phật đưa nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ pháp mấy đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiên vô ngại. Nguyện đem công đức này